cha đưa con về mảnh đất miền Trung, thăm quê bác, thăm ngã ba Đồng Lộc, tắm biển Cửa Lò trong xanh gió lồng, để hiểu thêm lịch sử nước non mình. Chính tại nơi đây vùng đất địa đã sinh ra người anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh, cả loài người đều biết. Người hiện thân cho khát vọng hòa bình, cũng miền Trung quê của Đại Thi Hào, đã cho đời những áng văn bất hủ. Khi con nhỏ, bà thường ru con ngủ, bằng những câu kiều là của Nguyễn Du. Cha và con cũng đã viếng dâng hương những liệt sĩ hy sinh nơi Đồng Lộc. Mười cô gái tuổi 20 trong trăng đã hóa thân vào đất mẹ Việt Nam. Đất ta đứng đây, mỗi một mét vuông đã gánh chịu ba chai bom giặc Mỹ. Xây đất đã thành bùn non thật kỹ, chúng muốn cắt đường tiếp vận miền Nam. Đất nước trải qua mấy cuộc chiến tranh, bao mất mát không thể gì so sánh, bao nhiêu hy sinh không hề to. Để có hòa bình, ta sống hôm nay. Thử hỏi ở đâu trên trái đất này, dân tộc nào nhiều thương đau hơn thế? Gắng học giỏi để mãi sau con nhé, xây đất nước ta to đẹp đàng lòng nao.
chợt mơ màng nhớ quê, nhớ con đường nhỏ đi về mềm như dải lụa, chưa hè vẽ tiêu, nhớ giếng sộp đá ong rêu, nước mát tắm cả canh diều tuổi thơ. Khói lam chiều tà nhớ thêm cháy lòng, nhớ từng bãi soi cùng mong, cây gạo hoa đỏ cành cong dài, nhớ cả mùi sắn hóc phai đậm đà hương vị quê ai xanh bằng, nhớ ngòi nước chảy nô đùa tắm mát bơi băng qua dòng, thỏa thuê giữa ruộng châu đằng bọn mình đi chen đồng đồng khoai ghê, bây giờ vẫn lôi ta con đường nhỏ ấy hóa bê tông rồi, đâu còn vạc cỏ ven đồi, đâu còn nương săn đồng lời tốt tươi, xa quê lúc tuổi bây giờ đã quá nửa đời lý hương, chân qua muôn dặm đoàn trường vẫn đau đau nhớ con đường thân yêu, nếu cho được ước một điều xin hãy trả lại canh diều tuổi